Kênh Cơm Bún Ăn xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay á, thì mình làm món vợp luộc sả hay còn gọi là vợp hấp sả cũng được nha. Rất là thơm ngon và đơn giản. Mình lấy cái nước luộc này á để mình húp luôn, vừa ngọt và ngon. Còn bây giờ á, thì cùng mình làm cái món ăn này nha. Nguyên liệu thì mình dùng ở đây á, là 1 kg vợp nha. Mình đã rửa sơ qua với nước rồi, tí mình sẽ sơ chế lại cho sạch. Và mình có 2 muỗng muối, 5 trái ớt hiểm để mình ngâm vợp cho nó được sạch, và 3 cây sả. Thì sả này mình sử dụng luôn phần lá luôn để mình luộc cho nó được thơm. Bây giờ mình đem vợp đi ngâm cho ngợp nhả đất ra được sạch hơn, cho vợp vô một cái thau, mình cho nước vào cho ngập luôn, và 2 muỗng muối mình cho vào. 5 trái ớt hiểm này mình cắt vào luôn. Khuấy đều cho tan muối ra và mình để vợp đây ngâm 1 tiếng đồng hồ để vợp nhả đất ra cho được sạch nha. Vì mình không có thời gian á nên mình mới ngâm vợp được 15 phút thôi, thì mình lấy ra mình chia sẻ đến cho các bạn luôn. Các bạn cứ để ngâm 1 tiếng nha. Và sau 1 tiếng các bạn lấy ra, mình dùng một cái bàn chải chà sạch cái phần vỏ. Mình chà sạch cái phần rêu á ở trên vỏ rồi mình rửa lại với nước nhiều lần nha. Sau đó bây giờ mình sẽ đập sả ra và cắt khúc ngắn nha. Thì đập sả ra thì mình luộc nó sẽ ra cái tinh chất được thơm hơn. Mình cho phần lá sả xuống đáy nồi, rồi mình cho hết những con vợt vô. Và cho hết sả cây lên trên. Cho vào 400 ml nước. Mình đem vào 1 phần 2 muỗng đường nha. Đem vào 1 phần 3 muỗng muối. Rắc đều ra. Và 1 phần 3 muỗng bột ngọt. Trộn đều sơ lên. Rồi, vậy là được rồi nha. Bây giờ mình cắt thêm vào đây là 2 trái ớt. Đậy nắp lại và mở lửa lớn để nấu. Và mở nắp ra kiểm tra, nếu thấy nước đã sôi lên á, những con vợt đã mở miệng ra thì mình tắt bếp là được nha. Nếu mà mình nấu lâu quá thì những con vợt của mình á, nó sẽ bị teo và nó không còn ngọt ngon nha. Bây giờ thì mình có thể nêm lại cái nước dùng cô đã vừa ăn chưa. Những con vợt của mình rất là mập luôn. Nước thì cũng đã vừa rồi, nhưng mình cho thêm vào đây một ít đường nữa, tầm 1 phần 4 muỗng đường, để nước dùng được ngọt hơn thì mình húp nó ngon hơn nha. Rồi, vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ mình nhắc xuống và mình thưởng thức thôi. Và hôm nay thì mình pha muối tiêu chanh để ăn cùng với món vợp này nha. Các bạn cũng có thể ăn cùng với nước chấm hải sản cũng được. Và cách làm nước chấm hải sản, muối ớt đỏ và muối ớt xanh á, thì mình cũng sẽ để đường link bên dưới video này nha. Các bạn có thể tham khảo. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng thưởng thức món vợp này với mình nha. Công thức làm muối tiêu chanh này á, thì mình để ở cuối video nha.
Thịt con vợp á, bọng nước và ngọt ngon, ăn có cái vị dai dai rất là ngon nha. Và nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo cho các video mới khi kênh ra nha. Giờ thì mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo.